Trước tiên thì chắc là xin được nói một xíu về cái quyển sách Nền Tảng Vàng. Thì quyển sách Nền Tảng Vàng này được New Kid, được nhóm tác giả được truyền cảm hứng bởi những cái phương pháp, những cái triết lý giáo dục âm nhạc hàng đầu thế giới như là JMC của Yamaha, hay là Kinder Music, Karoff hay là Kodaly. Và cộng thêm đó là với những kinh nghiệm trong hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc, đặc biệt là giáo dục âm nhạc của độ tuổi mầm non của nhóm tác giả. Về quyển sách Nền Tảng Vàng này thì về tổng quan nó có tổng cộng là 88 trang với những cái thiết kế minh họa và đặc sắc dành cho các đúng độ tuổi của các bé ở độ tuổi mầm non. Và các nội dung sẽ được chia ra làm thành 13 bài giảng. Và đặc biệt trong đó chúng tôi có 16 tác phẩm được sáng tác mới độc quyền dành cho trẻ em Việt Nam, với những cái hình ảnh, những cái chủ đề rất là phong phú và thuần Việt dành cho các bé. Kèm vào đó là 25 các music games. Và bên cạnh cái quyển sách thì đi kèm đó sẽ là 18 bài xướng âm độc quyền và 18 bài thưởng thức âm nhạc. Và quyển sách Nền Tảng Vàng của chúng tôi đã được đăng ký nhận chứng nhận quyền tác giả bởi Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 7 năm 2021. Và bước tiếp theo, hiện tại chúng tôi đang làm việc với một số bên để có thể xúc tiến, xuất bản được cái quyển sách ra rộng khắp hơn nữa đến với mọi người. Và hiện tại, cái bộ sách Nền Tảng Vàng này đang có hai phiên bản, đó là phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh. Và xin phép được cho mọi người xem một số những cái hình ảnh trong quyển sách. Đây là một số những bài ở trong quyển sách tiếng Việt. Đây là quyển sách, đây là của phần của tiếng Anh. Tiếp tục. Đây là một số những cái trò chơi nằm ở trong quyển sách tiếng Việt. Rồi tiếp tục giùm ạ. Xin mời tiếp theo. Và đây là một số những cái tác phẩm được sử dụng ở trong quyển sách Nền Tảng Vàng này. Tiếp theo ạ. Và đây là phiên bản tiếng Anh của những tác phẩm đó. Tiếp tục. Thì lấy quyển sách Nền Tảng Vàng là trọng tâm và giáo trình chính, thì chúng tôi xây dựng xung quanh nó là một cái phương pháp chúng tôi đặt tên là phương pháp Nền Tảng Vàng. Thì đối với phương pháp Nền Tảng Vàng này, nó sẽ dành cho các trẻ em trong độ tuổi 3 tuổi rưỡi đến dưới 6 tuổi. Đây là độ tuổi mầm non. Và các con sẽ được học theo hình thức lớp tập thể. Và như đã trình bày thì quyển sách Nền Tảng Vàng sẽ là giáo trình chính, cộng thêm đó sẽ là một số những cái tài liệu hay là những cái giáo trình được bổ sung thêm, như là các phần về xướng âm, về thẩm âm. Và đặc điểm đặc biệt của giáo trình Nền Tảng Vàng này là chúng tôi không có phải là một cái giáo án cố định dành cho tất cả mọi đối tượng. Chúng tôi biết chúng muốn lan rộng cái giáo trình và cái phương pháp này đến cho mọi người. Vì vậy chúng tôi đã được thiết kế một cái giáo án rất là linh hoạt, để từ đó phù hợp với lại nhiều yêu cầu về các chương trình học khác nhau của các cái đối tượng khác nhau. Và nhạc cụ chính được sử dụng ở trong đối với phương pháp Nền Tảng Vàng chính là cái đàn glockenspiel này, mà chắc hồi nãy quý vị đã vừa được xem các bé nó trình diễn. Thì đây là cái một cái nhạc cụ nó phù hợp với là độ tuổi mầm non, đặc biệt với sự phát triển về tâm sinh lý cũng như là thể chất của các bé. Và cộng thêm đó sẽ là có thêm nhạc cụ keyboard. Vậy cái phương pháp Nền Tảng Vàng sẽ phù hợp để triển khai với những nhóm đối tượng nào? Thứ nhất sẽ là phù hợp đối với các trường mầm non. Thứ hai là các trung tâm, các cơ sở giảng dạy âm nhạc, giảng dạy Anh ngữ hoặc là các kỹ năng sống. Thứ ba, nó sẽ phù hợp đối với các giáo viên âm nhạc đang muốn tìm kiếm một cái chương trình, một phương pháp đối với các trẻ ở trong độ tuổi mầm non, sao cho thích hợp nhất với các con. Và cuối cùng là cũng dành cho tất cả các phụ huynh có con ở trong độ tuổi trên. Và cái phương pháp Nền Tảng Vàng này sẽ có những ưu điểm như sau. Ưu điểm đầu tiên đó là chúng tôi đã phát triển và viết nên một cái chương trình sẽ giúp cho con có được sự phát triển toàn diện, đúng thời điểm trong âm nhạc. Thì phương pháp Nền Tảng Vàng cũng như quyển sách Nền Tảng Vàng được thiết lập dựa trên 3 triết lý sau đây của chúng tôi. Triết lý đầu tiên đó là đưa đến cho các con một sự giáo dục âm nhạc toàn diện. Chúng tôi sẽ không phải chỉ chú trọng vào một kỹ năng, mà chúng tôi sẽ đưa những thông tin, đưa những bài học để làm sao các con có đầy đủ được những kỹ năng để có thể bắt đầu cái việc học âm nhạc sau cái độ tuổi mầm non này. Tiếp theo là giáo dục đúng thời điểm.
Chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu và cũng như hiểu rõ về những sự phát triển về tâm sinh lý, về thể chất của các con ở độ tuổi mầm non, để từ đó đưa ra được những bài học, những nội dung phù hợp với các con ở độ tuổi này. Và cuối cùng, cái này tôi nghĩ là rất là quan trọng, là vì các bạn đang ở độ tuổi mầm non, cho nên chắc không ai thích là học một cách là quá cưỡng ép hay là học phải là quá nghiêm túc. Vì vậy chúng tôi đưa ra cái triết lý là chúng tôi học thông qua chơi để đảm bảo là không gây ra áp lực cho trẻ em. Nhưng mà chơi không phải là chơi không có mục đích, chơi vẫn đạt được hiệu quả cao, các con vẫn sẽ được cung cấp đầy đủ các cái đơn vị kiến thức cũng như có thể biểu diễn, có thể sử dụng trong những cái tiết mục của mình, giống như là các bé vừa nãy đã trình bày cho quý vị được xem. Dạ. Và ở cái phương pháp nền tảng vàng, để thực hiện được ba triết lý trên, thì các con sẽ được học các kỹ năng, được giảng dạy thông qua các music game. Thì các music game này sẽ mang tính tương tác rất là cao đối với các bé. Tại vì đối với con nít mà gọi là thôi con học đi thì không thích, nhưng mà ok chúng ta cùng nhau chơi nhé, thì chắc là bạn nào cũng sẽ thích hơn, đúng không ạ? Và thứ hai là chúng tôi hiểu về cái tâm sinh lý của các con. Vì vậy các hoạt động ở trong một tiết học sẽ được phân chia linh hoạt giữa động và tĩnh để phù hợp với cái attention span, có nghĩa là độ tập trung của các con ở trong độ tuổi mầm non này. Yeah. Và 8 cái kỹ năng mà các con sẽ được học, xin được phép lướt qua, xin được kể cho quý vị nghe. Đó là kỹ năng đầu tiên là thẩm âm, tiếp theo là xướng âm, tiếp theo là kỹ năng về tiết tấu, kỹ năng thị xướng, thị tấu, kỹ năng chơi nhạc cụ, kỹ năng cảm thụ âm nhạc, kỹ năng biểu diễn và nhạc cảm, và cuối cùng là một số những lý thuyết âm nhạc căn bản. Thì đây là 8 kỹ năng của các bạn sẽ được học ở trong cái chương trình phương pháp nền tảng vàng này. Và một lát nữa sẽ có một phần demo nho nhỏ của các bạn hồi nãy cho các quý vị có thể hiểu rõ hơn là 8 kỹ năng này các con được học trong lớp như thế nào. Ưu điểm thứ hai của phương pháp nền tảng vàng đó là chúng tôi tin rằng đây sẽ là một sự đầu tư giáo dục rất thông minh dành cho các phía đối tác của chúng tôi. Vì cái chương trình nền tảng vàng cũng như cái dự án này chúng tôi sẽ chia sẻ hoàn toàn phi lợi nhuận. Chúng tôi không có thu về những cái phí là loyalty hàng năm. Đây là cam kết là chúng tôi sẽ làm phi lợi nhuận. Và đối tác của chương trình có thể truy cập, sử dụng các giáo trình, tài liệu liên quan đến phương pháp. Vì chúng tôi muốn đem cái phương pháp này, đem bộ sách này có thể được lan tỏa rộng khắp đến tất cả mọi người. Và cái điểm đặc biệt thứ ba, cái ưu điểm của phương pháp nền tảng vàng là chương trình sẽ được quản lý chất lượng bởi NeoKids. Là nếu các đơn vị đối tác khi hợp tác cùng chúng tôi thì chúng tôi rất sẵn sàng sẽ quản lý, sẽ đảm bảo được chất lượng của các cái chương trình ở phía quý vị thông qua các hoạt động như là biểu diễn định kỳ hay là tập huấn dành cho giáo viên hay là đánh giá và nhận xét chất lượng của học viên. Và cái này là xin được chia sẻ một cái ưu điểm này. Đối với tôi thì đây là một cái niềm rất là tự hào của mình. Thì như là thầy Kỳ Anh hồi nãy chia sẻ là đi hội thảo ở Malaysia, thì sao mình thấy Việt Nam của mình sao không có một cái chương trình nào để có thể mình giới thiệu được với lại các bạn bè của quốc tế. Thì với cái ước mơ đó thì chúng tôi đã viết nên một cái chương trình thuần Việt và do chính người Việt Nam biên soạn dành cho trẻ em Việt Nam, chứ không phải là chuyển ngữ hay là chuyển soạn từ các chương trình quốc tế khác. Và chính vì yếu tố như vậy nên các cái tác phẩm, nên các cái bài học của chúng tôi sẽ được thiết kế chỉnh chu dành cho trẻ em Việt Nam đối với các mặt như là chủ đề nè, ca từ hay là hình ảnh phù hợp với các con ở trong độ tuổi mầm non. Yếu tố thứ năm đó là chúng tôi đem đến một cái giáo trình hấp dẫn, dễ thực hiện và kèm theo nhiều bộ multimedia. Bên cạnh quyển sách nền tảng vàng hay là những cái material đi kèm hồi nãy tôi có nói, thì chúng tôi còn làm thêm những bộ như là backing track hay là video hoạt hình hoặc là cái video hướng dẫn. Thì chắc là sau đây xin mời các anh chị hãy nhìn qua hai bên, tôi sẽ trình chiếu một cái video hoạt hình mang tên là Cùng Ăn Bánh. Đây là một tác phẩm được sử dụng ở trong cái quyển sách nền tảng vàng của chúng tôi. Xin mời. Dạ rồi. Thank you.
vừa rồi là cái animation cùng ăn bánh, đó là một trong những cái animation, những cái hoạt hình nó sẽ nằm kèm cùng với các bài học ở trong cái quyển sách Nền Tảng Vàng này. Dạ. Tiếp theo thì ưu điểm số 6 đó là chương trình của chúng tôi là chương trình có hai quyển sách song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Vì vậy các phía đối tác có thể có thêm nhiều lựa chọn cho cái trường hoặc là cái đơn vị của mình. Và chương trình đã được đăng ký tác quyền, đặc biệt đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền vào tháng 7 năm 2021. Nên đây là chương trình đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền. Dạ. Và đây là một số những cái kênh mà chúng ta có thể, các đối tác có thể liên hệ với New Kid để biết thêm thông tin về chương trình. Dạ. Rất là cảm ơn quý anh chị, quý khán giả và các anh chị báo chí, các quý quan khách đã nghe phần trình bày của tôi về quyển sách Nền Tảng Vàng cũng như là phương pháp âm nhạc Nền Tảng Vàng. Xin cảm ơn ạ.